Anh hát cái chuyện xấu hổ. Sao lại thấy xấu hổ? Chị hát cũng được mà. Chị thấy đi, em ăn mặc gì, chị ăn mặc gì nè. Đâu, em ăn mặc cũng đẹp, chị ăn mặc thì quá đẹp. Đúng rồi. Và quý vị vừa nghe có phải là hai một hai cái giọng nữ rất là dịu dàng, rất là thuần khiết đúng không ạ? Mà chắc chắn ẩn sâu trong cái body này thì chắc chắn là một người phụ nữ dịu dàng và đơn trang. Ủa sao chị hát giọng nữ mà sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy trời? À, ủa gì vậy? Xin lỗi chị. Trời ơi. Em xin lỗi chị. Rồi, ngay từ bây giờ thì ai chưa có vé nhích nhầm ngón tay lên giùm Vi nha. Rồi, vé bên đây nè. Đúng rồi. Đó, ai chưa có vé nhích nhầm ngón tay lên giùm Vi. Vi sẽ điều động những người đẹp bên dưới đến tầng nơi tầng chỗ phục vụ dễ cho tất cả anh chị mình nha. Rồi, đó, giọng lợi này giọng lợi 30.000 đồng. Còn loại này có hai mã ký tự là 444 và 445. Cô chú anh chị mình nhận tờ lá vé vui lòng kiểm tra giùm em. Trên góc trái phía trên của tờ lá vé sẽ có ký hiệu loại này 444 và 445 là hai tờ lá vé hợp lệ. Wow, cái hồ bự dữ ha. 180 triệu hả? Coi chừng chút mà không còn ngón tay giữa nha. Rồi cô chú anh chị ơi, trên tay người đẹp cô Long Bông và người đẹp bé 12, còn lại nhiều vậy. Đó là cô chú anh chị mình đã có một lá vé rồi, thì cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ thêm một lá vé nữa, cơ hội của mình sẽ nhân đôi quý vị ơi. Đúng rồi quý vị, nó ủng hộ càng nhiều vé thì cơ hội cơ may mình càng nhiều nha quý vị nha. Nên là tất cả anh chị mình ủng hộ càng nhiều vé để làm gì? Tích lũy vé để dòng lội cuối cùng sẽ là vòng lội đổi vé. 5 vé cũ sẽ là một phiếu bốc thăm trúng thưởng sẽ gửi đến cho tất cả bị trong buổi tối ngày hôm nay luôn nha. Đó rồi, ngay từ bây giờ thì ai chưa có vé nhích dòng ngón tay lên luôn à. Rồi các vị ơi, thì nhân viên chúng em đang phục vụ cho cô chú anh chị mình bên dưới ha. Như anh chị nào có video mua vé thì mình ngồi xa quá đó, mình chỉ cần giơ nhẹ tay lên thôi. Bên trên chúng em thấy xe tự động, nhân viên chạy tới tổ chúng mình luôn nha quý vị. Tới tổ là gì? Nhân viên sẽ tới tổ là gì? Nhân viên sẽ tới tổ gì? Rồi. Rồi bây giờ Suri mời đi. Hồi nãy mình mở ở trong rồi, bây giờ mình mở ở ngoài đi. Mở ở ngoài xong luôn. Ôi, hay mở ở trong đi. Đây nè. À, đâu? Mời chính giữa đi. Rồi mời chính giữa đi, chị mời đi. Đây ạ, cho chị mời đó. Nè. Rồi, anh trai sân thượng ơi, anh trai sân lầu 9 ơi. Ê. Ủa? Ủa lại gì? Rồi, mời anh trai lầu 9 nha. Rồi, nửa tiếng nữa anh tới, lầu 9 là xuống xa lắm. Rồi, bên trong, cô chú anh chị mình, ai hỗ trợ nhất là Hương Nam quay số à. Dạ, gia đình nào mình đi đông đông một xíu đi. Rồi, em mời anh trai ở giữa đi. Đó, anh trai, anh đó, anh áo sơ mi màu trắng trắng ở hàng đầu á. À, kế. Kế á, đúng rồi, bạn đó, giờ mình ra lên cũng được. Trời ơi. Ôi trời ơi, ảnh là nhìn xa xa tưởng cho là chiến sĩ, lại càng là một cô thôn nữ. Trời ơi. Không, không phải là thôn nữ, mà là nữ tạp. Bà đánh nền trắng luôn em nữa. Trời ơi. Trời ơi. Em tiểu tự trọng, tại sao em lại thả thính như vậy chứ? Em đánh cái tông 120 chứ bả là tông 98 đó chị. Trời ơi, cái môi bên nó xí mùi nữa, được đã không? Rồi, chúng em đã tìm ra những vị khán giả hỗ trợ chúng em quay ra những con trời, những con banh may mắn. Thì tự nhiên từ bây giờ một lần nữa ai chưa có vé cứ việc giơ tay lên như quý vị nha. Cầu chúc quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn. Với từ bây giờ, mời anh chị bắt đầu. Do, số, tập trung đi bé. Ba mươi chín, ba mươi chín, ba mươi chín, ba mươi chín, ba
39 mấy gì đây, số gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì da, số gì đã giá đâu cho mình nhau với hai dai 22 số gì đây mấy gì đây, số gì đây mấy gì đây mấy gì đây, lòng buồn nhìn quán anh chim nhau trên cạnh nơi cấm cung, nhìn ai xót xa trong lòng tuổi thân mà hồng không khác gì quán anh. Ngoài bầu trời cúc cánh bay cho tôi nhắn theo bao mối tình sầu đau. Bây giờ được không, hát được không? Không được là chị cho uống thuốc đó. Trên sân khấu tự nhiên nó có một viên kẹo đây nè. Sao cho được không? Thuốc đi chị. Được phải không? Rồi. Cho nó ngậm kẹo đi chị. Hát giùm lời tông quá chị. 4, 16 alo. 4, 16 số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Người ta giàu lớn nó và giá phú, hai đứa mình nghèo dụ dỗ mà nhau đi. Em lưu ly nửa tỏ cái nửa mờ, nửa thương cha mẹ nửa sầu và thành viên. 50 con 50 còn 50 con 50 là ghé cờ hơn xích lô ở đường xe. Con 50 thì điểm đi qua là có chính nhau gặp giải một lần nữa. Những con manh thì được chia ra, chúng em xin phép bỏ trở lại làm câu. Wow, chúc mừng anh đã có kinh ở dòng loại này. Và một lần nữa, ai đọc giải dòng loại này mình lên sân khấu thì cả nát lô tô 5 và cờ luôn nha quý vị. Xin phép trò cờ cho vị chứng nhân đầu tiên, ký hiệu 444. Ký hiệu 444 dòng loại. Con số dự điểm kêu qua 50. 50 có 1, 46. 46 có 2. 39. 39 có 3. 22. 22 hợp lệ. Vị chứng nhân thứ hai lá vé 445. 445 đúng dòng loại. 50. 50 có 1. 46. 46 có 2. 39. 39 có 3. 22. 22 hợp lệ. Rồi, hai anh trai hợp lệ. Thay vì chị sẽ chị nghiêm trọng quá vậy. Hai thật là, đó chính là kỳ thích. Rồi bên dưới cô chú anh chị nào chúng ta đang ngủ quên, mình đang ngủ tiếp đi, mình chưa tỉnh lại không ạ? Thì mình lên mình nhận giải, còn nếu như không thì tiên sẽ là sản phẩm dành cho hai anh trai đó là may mắn của giải thưởng 5 phần vàng BNG thưa quý vị. Vâng, và quần mình quyết định là một là quay số, hai là chia đều. Theo ý kiến của anh là mình chia, còn ý kiến của anh không ai quay số à? Quay là mình có được chiếc nhẫn á, quay là mình có được chiếc nhẫn, còn chi điều mình chỉ có bao lì xì thôi. Mình sẽ quyết định là chi điều để ai cũng có tặng phẩm, mỗi người sẽ nhận về phong bao lì xì trị giá 1.300.000 đồng. Wow, kiểm tra lại giùm em nha, kiểm tra đầy đủ 1.300.000 đồng nằm ở trong vòng bao lì xì. Thật là kỳ tích. Và ngay bây giờ mời cô chú chị lên với tiếng hát của người đẹp cô Long. Nó hát lô tô còn không được, em kêu nó hát bài riêng. Em giới thiệu chắc khán giả cũng áp lực lắm. Ngay chỉ cù lông cái là áp lực. Nó đang chờ đó đó. Thôi, không tin em ra đây đi. Em ra đây em ngâm dài câu thơ bà. Hoặc là ngâm dài câu hò cũng được nữa cô Long ơi. Đó, còn những cái trái banh đó để cho Hồ Tiểu Vy nó lo lắng đi nè. Rồi, em sẽ ngâm dài câu thơ hoặc là dài câu hò. Thôi mình hò đi ha. Em chứ giọng của em thì nghĩ là hò nó sẽ ngọt đấy. Đúng rồi chị. Rồi, giọng miền Trung mà hò ngọt lắm. Ờ, rồi hò đi bé. Rồi, hò tặng quý vị khán giả nè. Quý vị khán giả có thấy là thường ở cái nát lô tô Hương Nam thì chị Cát Thi sẽ hay hò, mà chị Cát Thi hò rất là dở. Ờ đúng là chính xác là vậy. Dở kinh khủng không nghe được. Ừ, mà hò dở quá ra hả? Mấy hôm nay hả, đòn cho bà ốp luôn. Đúng rồi, cho ốp luôn rồi, không cho hát nữa. Bây giờ tới em, em phải làm chị nở mày nở mặt ra. Ủa, hò thật là hay nhá. Em hò mà nhiều khi em lạc tông chứ em nghĩ luôn không? À không đâu, em hò luôn là được. Em được mà chị em làm được. Rồi rồi rồi. Rồi 1 2 3. Trải cho em nó dài nó đi bé. Tông si, tông si nha. Rồi. 1 Yeah. Ok, yeah. 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 Ai vậy? Ủa, mới ngày 1 tháng 7 mình lên lẹ chứ gì? 1 tháng 7 âm lịch lên lẹ chứ gì? Ủa, mùng 1 là tới rồi, đúng rồi. Mới mùng 1 mà chị ơi. Mùng 1 tháng 7 mình lên lẹ chứ gì? Ủa, tìm em hay tìm chị? Tìm chắc tìm em. Chị, người ta gọi nó là giọng hát réo rội trong hồn. À, tiếng hát réo trong hồn. Thế kì. Lại đi, lại đi, lại đi. 1 tâm si nha, rải một vài nó giống như nãy em cho nó nhập tâm. Ê, cái này là thiệt nha. Bạn em hả? Mô Phật. Bạn em hả hay là em? Bạn cũng Vi, kêu Vi. Kêu Vi, kêu Vi. Em nghe được hả? Em nghe được. Nó kêu Vi. Mai là
cúng cơm cúng thôi ơi bà ác mở miệng trời ơi là 49 ngày bốn vi rồi cô chú anh chị mình ơi, ngày mai trời gió hò em nổi da gà luôn quý vị. Và ngày mai cô chú anh chị mình sẽ được đến với chủ đề là thế giới búp bê, và cô chú anh chị sẽ được gặp gỡ giao lưu với ca sĩ hải ngoại Thanh Thảo quý vị nha. Đặc biệt ngày mai ca sĩ hải ngoại Thanh Thảo sẽ phục vụ cô chú anh chị mình tại The Sun Container tối ngày mai, chủ đề thế giới búp bê. Ba chị em mình là đẹp nhất. Đúng rồi, chủ đề của ba chị em mình á, búp bê quỷ, búp bê ma. Em là cô ma không? Đẹp anh ơi. Quý chị ơi, dòng lời này chúng ta có hai mặt ký hiệu 643 và 644. Con bù hồng nó chui vô miệng đắng quá. Trời ơi, 643 và 644 là hai vòng loại của vòng loại này quý vị ha. Và cô chú anh chị mình, ai sẽ có vé mình chỉ cần nhấc nhẹ ngón tay mình ngồi tại chỗ, dù xa thế nào, dù ngồi trên lầu cao thế nào thì tụi em sẽ đến tận nơi tận chủ. Tại vì BD thường thấy mùi tiền thì kiểu gì cũng tới quý vị. Chị nấu đồ ăn, chị nhâm nhi một miếng, bây giờ con mù không nó bay vô miệng chị rồi, đáng quá. Quý vị ơi, rồi chúng em xin mời một vị khán giả lên đây để hỗ trợ cho chúng em quay cờ, tìm ra những con banh, những con số may mắn ở vòng loại này. Hồi nãy mình mời đâu rồi Hồ TV? Nãy mình ở trong rồi chị, bây giờ mình ở ngoài. Rồi, mình một bàn sẽ mời ngài ở bàn. Bàn này mình đi đông đông, mình dơ tăng nguyên một bàn cho em để em thấy em biết đông đông cái gì. Rồi, anh có rồi. Nha, tốt. Rồi, chị gái cái hồ nước đang chung lên bò lên kìa. Thôi quá hồ lốc nét. Thôi quá hồ lốc nét, bây giờ mới lên được đó. Thôi quá hồ lốc nét lên. Thôi quá hồ lốc nét. Mời đi cô Long mời đi. Mời nha. Đắng hoài chị. Em xin mời một anh top nha. Một anh top. Rồi, mời đi em. Anh là gì? Rồi, dạ hỏi hôm nay nấu món gì? Hôm nay nấu, một lát nữa quý vị sẽ biết nha quý vị, nguyên một nồi luôn. Nguyên một nồi thập cẩm, một nồi sò bần nha quý vị nha. Đầy đủ dạ. Ai ăn gì cũng có. Và bây giờ để trước khi mà mình thưởng thức thì mình sẽ mời một anh trai lên đây để hỗ trợ. Dạ, rồi bây giờ này em thấy một anh trai rất là nhiệt tình. Rồi, em mời anh áo đen, đội nón đen luôn. Wow, một con sĩ ơi, một lực lượng. Ôi, có tự vi đâu. Wow, Khoan. Anh ơi, quẩm đi, siêu đầu bếp đang nấu một anh ơi, ăn sushi, ăn sushi đi anh, sushi nè. Rồi, dẹp đi. Cái gì vậy chị? Mấy đứa làm cái gì kỳ cục? Cái gì vậy? Ê, chị cũng là sushi. Trời ơi, sushi là chị trẻ nào em vậy? Dạ. Em sushi gì kỳ vậy? Em đừng có làm như vậy. Cái gì? Mai em không được làm như vậy. Chứ làm sao? Để nó chị trẻ. Trời ơi. Chị đang tuổi ta, tuổi chú người ta đó. Trời ơi, chị đáng tuổi ba, tuổi chú người ta. Chị ra đây được quỷ à? Không, chắc anh sợ lắm chị. Anh có sợ BD không? Không. Ôi trời ơi, anh thật can đảm về gan vậy. Trời ơi, thì chúc em tặng cô Long cho ăn. Rồi, cô chú anh chị mình có vé trên tay tập trung với sân khấu, chuẩn bị. Do số. Nhỏ này nó la làm chị chờ cái gì vậy em, cái gì vậy? Ta lên tìm chị hả, nhập cho chị hả? Sao chị la dữ? Em nghe hả, em làm vừa thôi, làm quá nó bị ô về. Đúng rồi bà, em hỗ trợ cho chị thì giờ chị là á. Rồi vậy em làm vừa thôi, em làm quá nó ô về. Ủa chị thì rồi, mình bạn diễn với nhau thì mình phụ nhau chị. Nhưng mà bà làm lố. Ủa vậy bà phụ hổn quá, bà ô về làm lố cái bản gốc của người ta thôi chị. Lại nha em. Rồi nhỏ nó giận nó kìa. Ôi chị cho nó kìa. Chị nói vậy nè, ý là làm vừa thôi. Chứ đâu phải nói em là sai rồi. Cái mặt nó cười lên coi bà. Chị bây giờ tôi làm một lần nữa, chị không chịu thì thôi. Mai qua đây đi con, xích qua đây đi, lát chị ăn cái gì. Chị mỗi lần con Quý nó giận, cái môi nó trề ra ngang cái trán nó luôn. Chuẩn bị nha.
chị đã uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Nhà thương Biên Hòa bên đây nè. Bác sĩ ơi, chở nhỏ này vô nhà thương Biên Hòa. Rồi đó thôi, chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, em làm vừa vừa nhẹ nhẹ thôi. Cái gì vậy má? Thôi lại lần nữa nha, lại lần nữa nha. Ok, nó đi cơ hội anh Phúc kiếm nó. Rồi, 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 rồi. Cho nó viên thuốc vô nha. Tới giờ uống thuốc rồi. Ô, tiểu mi ơi. Đè ra, đè ra. Uống thuốc đè ra. Đè nó ra cho chị. Đè nó ra. Uống thuốc vô tiểu mi ơi. Nè, uống thuốc vô để tỉnh nghe chưa. Không có được làm gì nữa nghe chưa. Uống thuốc vô. Ôi, nó dậy quá. Ôi, nó bị tăng động rồi. Nhét, nhét vô miệng đó. Nhét vô. Nhét vô. Rồi, rồi. Rồi, tỉnh chưa? Tỉnh chưa Vi? Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Lần này còn ô về nữa không? Tỉnh, tỉnh rồi. Tỉnh rồi, tỉnh là em rồi. Là em rồi, đây mới đúng là em nè. Đây mới đúng là em. Đúng là em rồi. Cái đầu của ai vậy? Cái đầu của ai vậy? Chị không biết. Cái đầu của ai ghê quá vậy trời? Ai vậy? Chị vậy? Cái đầu gì vậy? Em tỉnh chưa, em tỉnh chưa? Chị... Ai? Mấy cái thứ mà dơ giấy này vứt đi, vứt đi, vứt đi. Thôi em ơi, của đi thay người, em của đi thay người. Rồi, anh Phúc sổ kêu kìa, quý vị ơi. Mười lăm.
con sẽ đi đến số, đi đến số, đi đến số, đi đến. Trời âm mưu, gió âm mưu, ba bà tình nghĩ lên số bốn. Trời là đà, gió là đà, ba bà tình nghĩ lập ba đà. 43, 43 là tiếng vợ hơn rất lâu ở dưới xe. Xe, 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 xe. Rồi, 43 của chúng ta đọc giải các hành trình của cô sẽ bảo là nhé nha. Và bây giờ chị em đang phụ cho quý vị khán giả, mình là một quay thần tài ạ. Wow, phong loại thần tài, mỗi tờ lá vé dò hai lần của chú anh chị mình nhá. Vòng quay ký hiệu 644. Đúng vòng loại 644 hợp lệ. 43 bên trên chị em gì điểm? 43 có 1. 55. 55 có 2. 31. 31 có 3. Số sau cùng là con số 10. Số 10 hợp lệ. Tờ lá vé chị em thứ hai vòng loại 643. Hợp 643 hợp lệ. 43. 43 có 1. 54. 54 có 2. 34. 34 có 3. Và số cuối cùng số 8. Số 8 hợp lệ. Hợp lệ. Wow. Thì chúc mừng hai anh trai. Rồi bên dưới còn có chú anh chị nào bên trên con số, còn một anh trai nữa, ông xã chị Ngọc Khánh lên kìa. Đó, anh trai may mắn. Anh hãy đến đây cùng em. Vậy anh mời anh ra giữa sân khấu nha. Mời anh ra giữa sân khấu. Về ánh mắt ấy thì em biết là anh cũng thích thích em đúng không? Còn quay cái hiệu 644. 644 đúng rồi. 43 bên trên chiếc gì? 43 có nhất kim chỉ. 34. 34 có nhị thiên đường. 54. 54 có tam tông miếu. Số sau cùng là con số 8. Số 8 có tứ đổ tường hợp. Kính thưa quý vị, vòng quay này có 3 chủ nhân đoạt giải. Và bây giờ mình quay lòng cầu hay là mình chia đều? Chia đều tặng phẩm thì ai cũng có quà. Còn mình quay lòng cầu thì số lớn nhất sẽ được lãnh qua trọn vẹn 5 phân vàng. Rồi chia đều ba người em ơi. Kính thưa quý vị, và bây giờ vòng quay này chị em đang phục vụ cho quý vị khán giả, mình là vòng quay thần tài quý vị nha. Vòng quay thần tài thì không còn xa lạ với quý vị khán giả ở Bình Dương nữa. Vì tuần nào chị ơi, trời ơi. Chào chị ơi, một mồi một phong bao lì xì 857 kèm theo cái nút lưỡi hay sao không dữ gì chị? Vậy hả? Rồi hôm quá trời luôn kìa. Rồi xong rồi, anh hai đứa Bình đi xuống dưới. Trời, anh nói lại một lần nữa, chị đáng tuổi cha tuổi chú rồi, chị đừng có ham hố. Đáng tuổi ơi, đáng tuổi anh tuổi cậu của ta luôn á. Trời ơi, đi xuống nè anh. Trời ơi. Quý vị ơi, như vậy là từ đầu chương trình cho đến bây giờ thì đây mới là dòng loại thần tài gõ cửa dòng loại đầu tiên. Dòng loại thần tài là như thế nào? Sơn Ca sẽ được phổ biến cho tất cả quý vị. Đối với những vị khán giả khi mà mới đến đây thì chắc chắn quý vị còn khá là xa lạ với dòng loại thần tài. Đó thì dòng loại thần tài chúng ta sẽ có hai lượt dò số, chị đâu phải tâm sự buồn đâu em. Thằng bé này. Quý vị sẽ có hai lượt vào số, được quay số đầu tiên là 5 phân vàng. Nếu quý vị trúng đời chúng em sẽ giữ lá vé đó lại. Còn những ai chưa may mắn chưa đoạt giải thì mình vẫn còn một cơ hội nữa. Mình không còn phải boy, không cần phải dò lại từ đầu, mà mình sẽ dò số tiếp. Và tặng phẩm tiếp theo sẽ là phong bao lì xì trị giá 1 triệu đồng. Hai lượt dò anh số Tiến ơi, thần tài. Sao mình lên lầu giùm em nha. Lên lầu có khách kêu nè. Dạ đúng rồi, đi dòng loại thần tài. Cái sân khấu đó nè. Đó giơ tay lên quý vị ơi, BD nó rất là hay. Nó nghe mùi tiền là bắt đầu nó chạy tới. Nó phục vụ lại vé liền tay cho quý vị. Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu mà hao bằng lông thể đâu ha. Rồi, vâng. Vé luôn kìa mấy chị em ơi đó. Và ngay từ bây giờ không để sân khấu lắng đọng, xin mời cô chú anh chị cùng đúng mắt về sân khấu đến với tiếng hát của Nam Thanh Lịch, Nguyễn Bình.